Tôm phải nói là rất là tròn nha quý anh chị. Đây, tôm trang này bây giờ em kê lại là tầm khoảng còn cao 1m1, cái ngang khoảng 1m1 luôn quý anh chị. Một cốt rất là bự nha quý anh chị. Đây. Đó, một cốt thì hoành cỡ 15, 16, 17 nha quý anh chị ơi. Có những cây 20 luôn nha quý anh chị. Nha, những cây đây là những cây. Đó, những cây phơm này nè. Đó, quá trời luôn. Đây nó sẽ gạt nha. Thì cái đám này 200 cây chỉ lựa được có 10 cây bự thôi quý anh chị. 10, 15 cây thôi nha. Cái này nè. Cây này hoành 20 nè quý anh chị. Rồi em sẽ kê cho quý anh chị mình thấy nha, thực tế nha. Cây nó đã đẹp rồi nghe quý anh chị. Nó quý anh chị mình cần cái sở hữu lâu này thì cứ liên hệ cho em ha. Rồi, chân thành cảm ơn.